birthday to you. Happy birthday to you. Kenny Producer gửi VKPAV. Kenny Producer lập kỷ lục chắc là bao nhiêu buổi? 8 buổi à? 8 buổi hay 10 buổi gửi mà không được, không bốc trúng. Số 50. Hóng gì đấy? Hóng anh pick em. Anh pick em ở đây nhưng mà anh có thấy cái gì để nghe đâu. Gửi một cái email trắng á. Hay quá. Ấn Độ đấy. Let's go. A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lúc nãy bốc số bao nhiêu nhỉ? 39 có ai nữa không? 39 có một người thôi. Rồi ok, số tiếp theo. Anh em biết mai phải làm gì lúc trước 6 giờ chiều rồi chứ? Tăng 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 tăng. Rồi ok, và buổi hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Hiện tại thì mình đang có các lớp dạy FL Studio, từ gọi là cho mục tiêu để các bạn học chơi cũng có, mà chuyên nghiệp cũng có, để làm nghề cũng có. Nếu mà các bạn nhu cầu thì liên lạc mình. Ngoài ra thì nếu mà các bạn ở xa hoặc là các bạn chưa có đủ kinh tế để theo học chuyên nghiệp thì các bạn có thể tham khảo các bộ video hướng dẫn của mình nhé. Sắp tới thì mình sẽ mở thêm donate. Thì nếu mà anh em có ủng hộ mình cốc trà đá thì chuẩn bị đi nha. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những livestream tiếp theo.